Chỉ có phiên bản con ngồi của cuộc màu cho hình ấy hình ngó có hình lưu có nói cho lưu trẻ có chung có trôi xì có trẻ có đã có cuộc tươi mê giá yêu nhất có xong chỉ sẽ cái mù sần xa thiệu với mấy cáo tôi chỉ cái chuyện lộ giá thiệu mân xong tôi thấy cơm mà nhớ mất sự nhiều cân này sẽ nghỉ bao ngày nhất có luyện đi chuyện bất cứ ngoại thành chuyện mà chuyện mà đi quá trình cháu tôi đang ngồi lý tôi biết được anh ơi mấy cháu ngồi bàn nhìn chân bàn tay quan tình này cho chị kể trong mọi xong tổ mùi quân như một con như tôi yêu hòa hẳn định hạ một con như tôi yêu hòa yên sinh yêu một con như tôi hình hòa xuất mình thì sẽ biết nhau cầm hữu sỏi yêu yên mình lý yêu ngồi cứ yêu hòa ngồi bên cô tôi hoàng ngồi ngồi cậu kinh hành ngồi tình này tôi cứ xịt cho em ơi sao đi, có chuyện gì vậy? Trong vòng 4 tiếng đồng hồ từ sáng tới bây giờ đã có 6 tờ báo, 5 tạp chí và 7 trang mạng muốn lời y trả lời. Ít gì hả? Tôi chỉ mới nói tới truyền thông trong nước thôi. Chưa hết, còn tờ tin nóng trong tuần nữa nè. Đại gia địa ốc này là ai vậy? Chính là cô công tử. Trong đó nói lúc Louis làm việc ở Tokyo lần trước đã vào một khách sạn cùng với anh ta. Chính là lần mà Louis mất tích 3 tiếng đồng hồ ở Tokyo đó. Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có tòa soạn hoặc trang mạng đăng tải bài phỏng vấn của Tony. Tôi ghét nhất là đàn ông thiếu đạo đức, chia tay rồi còn đi bêu xấu. Từng quen nhau thì cũng được nói sao? Vậy thì bỏ thuốc cho bạn trai cũ câm luôn đi. Tôi muốn bỏ thuốc và chết hết luôn. Chia tay rồi cũng nên có chút phong độ, đừng nói người ta, nhất là nói ở công ty. Nhưng cách tuyên truyền lần này sẽ ảnh hưởng lớn tới sức cạnh tranh của Chloe bên đại lục. Chị May à, tôi có thể giúp lo phần thị trường đại lục, phụ giúp cho Matt. Thị trường Âu Châu của anh nhỏ như vậy, tương đối rảnh rỗi, nhưng mà tôi lo được, cảm ơn anh. Nè nè, mọi người làm ơn đi. Chúng ta họp là để bàn xem làm sao giúp Louis giải quyết nguy cơ về hình tượng. Mọi người có ẩn oán riêng tư gì, họp xong rồi nói có được không? Lewis, cậu cảm thấy chúng ta có thể thưa Tony về tạp chí đó được không? Tony chỉ là kể lại đời sống tình cảm của bản thân. Còn tạp chí đó chỉ nói là nghe nói với lại suy đoán. Muốn kiện không phải là không được, nhưng mà không biết có kết tội được không? Còn Elsa, cậu đã xin nghỉ bệnh rồi. Cô gọi điện cho cổ, kêu cổ đăng một bài viết, đính chính thông tin đó là sai sự thật. Công ty chúng ta sẽ giữ quyền lời truy cứu về luật pháp. Còn nữa, kêu cổ theo sát phản ứng cư dân mạng để ra tay cho đúng lúc. Dạ được. Nhưng nhớ phải tìm một người theo sát Louis, đừng để cô tự lên quy mô nữa. Cũng giống như lần trước, Tuyết Tuyết đó cô chia tay với Tony là sai. Cô liền lên mạng nói Tuyết Tuyết là người muốn kiếm chuyện gây thị phi, mặc dù trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã được phát hiện và xóa bỏ rồi. Nhưng tôi nhận điện thoại tới mức mỏi tai đó. Yên tâm đi, bây giờ cô đang ở trên máy bay không lên mạng được đâu. Susan, Matt, Frankie, an ủi khách hàng trước. Còn nữa, mọi người phải lấy lại tinh thần. Trong tuần này trên tất cả các trang báo tạp chí nhất định sẽ viết về chuyện này của Chloe. Chúng ta phải giảm thiểu sự tổn hại, biết chưa? Okay. Cô bị cảnh sát hỏi là đúng rồi. Xuống máy bay mà cũng là mất dài. Để coi tới chừng nào cả cô cũng mất luôn. Gì chứ, người ta vừa tỉnh dậy đã mất giày luôn rồi. Tìm cấp trên cũng không thấy. Tôi biết là cô hậu đậu, dưới ghế chỉ có một chiếc giày, lấy mang đi. Rachel, cô lại sao nữa đây? Lúc trên máy bay tôi đã đưa cô chai nước nhỏ mắt rồi mà. Rất dễ chịu, sao lại khô được chứ? Nhỏ rồi, chai này chứ gì? Không phải chai này là thuốc trị ngứa mà. Thuốc trị ngứa hả? Trời ơi, ai đổ vào thuốc của tôi vậy? Trời. Một lát nữa Chloe sẽ đi theo xe về khách sạn. Tới khách sạn thay quần áo trước, đổi kiểu tóc. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô sẽ có cuộc phỏng vấn. Còn nữa, ngày mai cô phải đi thử đồ dạ hội để tuần sau mặc trong buổi lễ trao giải tại Bắc Kinh. Cô nhớ chưa? Lễ trao giải vào thứ mấy gì? Thứ hai. Chị May nói với tôi thứ tư cô xin nghỉ đúng không? Ngày đó không có lịch.
Mọi người không thấy hôi sao? Mở cửa sổ ra đi. Đã khoan đó. Bộ này không được. Đã hết giờ rồi, thử đi. Nhanh lên. Trễ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Nui đó. Bộ đồ hàng hiệu trên người của cổ bây giờ đã qua thời rồi. Còn đây là những kiểu mới nhất đó. Ôi, đôi giày này á là hàng hiệu của Đức. Cúp châu Âu vừa qua Đức đã thắng Anh, không thể mang được, mau thay đi. Nhanh lên. Bộ giày hộp sò này là hộp sò Nam Phi. Cái thằng đâu là má sẽ không vui đâu, không được dùng. Là một người nghệ sĩ, thật sự rất cần một không gian riêng tư. Nhưng chúng tôi bất cứ lúc nào cũng bị người khác chú ý. Nhưng mà bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm một không gian cho riêng mình. Tôi cảm thấy như vậy mới có thể cân bằng. Có phải giống như khi quen bạn trai không? Tôi chỉ quen vài người bạn trai, nhưng mọi người còn biết rõ hơn tôi, lúc nào cũng nhắc nhở tôi. Nhưng mà hình như đối với những bình luận đó cô không được vui lắm. Chẳng hạn như Tuyết Tuyết trước đây bình luận chuyện cô với Tony, cô phát công trên Weibo mắng cô một trận. Tôi đâu có mắng cổ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cổ hoàn toàn là người muốn tìm cơ hội gieo rắc tin đồn trên báo. Cắt, câu đó không được nói. Cô nói vậy sẽ phạm tội phỉ báng. Hay là nghỉ giải lao 10 phút rồi quay tiếp nha. Dì quê, đói bụng quá đi. Đói thiệt đó. Đã chuẩn bị xong rồi. Đây. Hủ tiếu thịt bò xào khô. Trời ơi, đói bụng quá. Lui à, dĩa này mới là của em nè. Lại là thịt gà luộc với rau. Em ngoan đi, họ không có giống như em đâu. Em phải lên ống kính mà. Ăn một miếng thôi mà. Cũng được, nhưng mà như vậy bây giờ bụng em không tốt, đã uống thuốc bắc. Nếu ăn thịt bò này thì phải uống thuốc thêm 2 tháng thuốc bắc. Thôi đi, thứ rẻ tiền đó tôi không ăn đâu. Để bụng sau này ăn đồ ngon hơn. Nè, uống cái này. Trà chanh á, em mới ký hợp đồng quảng cáo. Ngoan đi. Uống ở nhà thôi mà, đâu có ai nhìn thấy. Bây giờ có phóng viên theo dõi em mà quên rồi hay sao? Trước đây xa xa có người thứ ba, họ cũng moi tin được từ thùng rác, em phải cẩn thận chứ. Phải. Sợ bị phóng viên đưa tin xấu chứ gì. Cũng được. Trà chanh có vitamin C. Làm gì vậy? Tòa nhà đối diện bắt đầu có người ở rồi. Chị không muốn bị người ta chụp hình. Tòa nhà đối diện xa như vậy, làm sao mà chụp được? Có phải là em muốn nhìn thấy ngôi nhà của mình được lên trang đầu thì mới chịu tin kỹ thuật nghệ này phát triển tới cỡ nào hay không? Em nghĩ lần sau dọn nhà phải dọn xuống dưới lòng đất, vậy mới không bị chụp, rất an toàn. Không cần tìm nhà dưới lòng đất, em dọn vô tù cho xong. Tại sao cài đặt password trong máy em? Lần trước em viết lung tung ở trên Weibo, chị không muốn có chuyện nữa. Nói thật đi. Chị không muốn em với Khâu công tử liên lạc riêng tư nữa. Tại sao ngay cả chị cũng tin mấy tin đồn đó vậy? Em chỉ gặp anh ta có một lần trong buổi tiệc thôi. Mặt mũi anh ta như thế nào em gần như không nhớ được nữa đó. Nhưng mà chị có thông tin nội bộ mà tạp chí không có. Tối hôm đó em mất tích 3 tiếng đồng hồ, mọi người không tìm được em. Làm sao chị không tin hai người có qua lại? Em đã là người lớn rồi, ra ngoài đi dạo có gì là lạ đâu. Vậy em có thể nói cho chị biết em đã đi đâu không? Lâu rồi không nhớ nữa. Em cũng biết là mình đã mất tích lâu rồi sao? Em đã đi theo ngôi sao. Ảnh tên là Xuân Thiên Tam Tứ Lan. Là ngôi sao mới chưa có nổi. Em biết ảnh làm ở đâu, cho nên đi thăm ảnh thôi. Được. Chị tin hả? Em còn nhớ không? Trước đây em quen với nhà thiết kế người Pháp. Cũng như vậy, chị hỏi gì em cũng không trả lời. Nhưng mà em may mắn, trước khi phóng viên phát hiện ra em, tụi em đã chia tay cho nên mới không sao. Cho nên chị tin hay không, không có gì quan trọng cả. Quan trọng nhất là em nên cẩn thận một chút. Có chuyện gì xảy ra, phải nói liền để chị gỡ rối cho em mà. Lần này em có thể đảm bảo với chị, em và Khâu công tử không có gì. Trước đây, hoặc là bây giờ em có thể bảo đảm. Nhưng còn sau này. Cô à, thuốc của cô.
đắng lắm đó. Nghỉ uống một lần đi, em mệt lắm, em muốn ngủ. Nè, tẩy trang rồi hãy ngủ. Ừ, tờ báo này nói gì vậy? Nói là Chloe 12 tuổi đã cặp bồ. Trời ơi, hai tay bắt 4 con cá luôn. Quen một lúc tới mấy người. Mấy cái tên nhà báo này điên thiệt. 12 tuổi đã đi theo Chloe. Rõ ràng là nó bậy rồi, tôi không tin. Nói thật nha, vì cậu muốn xem chúng tôi mới mua thôi. Dạo này tạp chí cuốn nào cũng nói về cổ hết. Hey, chàng muốn chết đi được. Này này, cậu mau mau tỉnh lại đi. Nếu không chúng tôi mua tạp chí đến phá sản luôn đó. Sao hai người vẫn chưa đi vậy? Cô y tá, bây giờ đã qua giờ thăm bệnh rồi hả? Tôi không có nói chú. Tôi nói anh đó, Dư Trấn Đông. Dư Trấn Đông. Dư Trấn Đông thức dậy đi. Ăn cơm hả? Không phải, lúc này bác sĩ đã ký tên cho anh đi rồi mà. Anh còn cảm thấy đau ở đâu nữa chứ? Chưa có ăn cơm thì đừng có kêu tôi. Làm vật lý trị liệu xong tôi cảm thấy hơi mệt, ngủ một chút cũng không được sao? Anh phải dậy thay đồ để đi chứ. Cô y tá, thật là ngại quá, chúng tôi sẽ đi ngay. Nhanh lên đi. Được. Đóng tiền rồi thì hay lắm hả? Rất nhiều bệnh nhân đang chờ giường bệnh đó. Dậy lẹ đi. Nhà hài cốt cũng có người đợi, sao chú không đổ hũ cốc cũ để cho người khác vô? Uống ly trà đinh thần này trước đi đã. Không phải cho cậu uống đâu, mà phải cho ông chủ của cậu uống mới đúng đó. Cậu hôn mê bao nhiêu ngày rồi, là mặt của ông khổ sở bấy nhiêu ngày. Ơi, lúc nào mà ông không nhăn mặt khổ sở như vậy. Còn tôi thì khác nha, nhìn sơ là biết có phúc, nhất định phước lớn miệng lớn á. Người ta nhảy lầu cũng đè trúng cậu. Bởi vậy mới nói, mấy người không có kiến thức, cũng không biết phân tích. Động não một chút đi. Đúng, tôi là bị người ta đè trúng, nhưng tôi đâu có sao. Sau đó thần tượng Chloe còn tới thăm tôi nữa. Không phải là người tên Chloe thu tiền ở trạm điện thoại góc lầu 2 đâu nghe, mà là ngôi sao quốc tế, nổi tiếng khắp thế giới luôn đó. Sau khi cô tới thăm tôi tỉnh liền. Mọi người nói đi, có mấy ai gặp được chuyện này nếu không phải là có phúc hoặc là có may mắn thì đó là cái gì hả? Nói đi. Tiếc là thần tượng của cậu đi rồi cậu mới tỉnh lại. Lúc mà cổ xuất hiện cậu đâu có biết gì. Cổ nói chuyện với cậu, cậu cũng không nghe thấy. Vậy cũng là may hả? Mà cậu cũng may thiệt, nằm trong bệnh viện tới 3 tuần lễ, tiệm thiếu một người. Công chuyện trong tiệm chúng tôi làm tối mặt tối mũi. Cậu may mắn, chúng tôi thì xui xẻo. Ba ông chú này, người tốt đừng nói mấy lời xấu mà. Có phải muốn tôi xui thiệt không? Bị người ta đè làm tôi chết mấy chú mới vui hả? Tôi mà chết á, thì ai sẽ giúp cho ba người lo hậu sự đây hả? Ê, khoan đã. Chắc là trên TV có phát cái cảnh Chloe tới thăm tôi. Có thu lại không? Tôi đã kêu là ký thu rồi. Đâu có. Hôm đó tôi bận đi khiêu vũ, tôi kêu ông chủ thu lại. Kêu ông thu lại rồi. Vậy hả? Đâu phải có ai nói gì với tôi. Không phải ông chứ. Phải ông chứ. Mấy người không cần cãi nữa, tôi đã thu lại rồi. Cảm ơn người đẹp. Người đẹp luôn luôn là người quan tâm tôi nhất đó. Phải đó. Tôi định nếu cậu không tỉnh lại thì đốt xuống dưới cho cậu. Nói tóm lại, đại nạn không chết sẽ có phúc. Vậy à? Ý, vậy sổ số đặc biệt hình như lâu rồi không có ai trúng đó. Vậy sao? Hay là hùng tiền mua đi, biết đâu mình sẽ trúng. Được đó. Tôi chờ mấy chục năm cũng chưa bao giờ thấy ai trúng được 6 số. Cô coi bộ dạng nó có giống đang may mắn không? Liên lụy người khác, đù sao chổi mới đúng. Hai người không cần hùng. Bà chủ, tôi hùng với bà. Sau khi trúng số chia cho ăn mài chứ cũng không cho họ. Hôm nay Louis tới bệnh viện thăm một vài thăm mộ bị thương hôn mê. Louis, sao cô tới đây vậy? Phải đó, tại sao vậy? Ảnh là fan trung thành của tôi. Tôi vừa nhận được tin ảnh vì tôi mới bị thương, cho nên tôi dừng công việc đang làm để tới thăm ảnh. Nhưng cô bỏ đi nửa chừng không sẽ đắc tội với ông chủ cô sao? Phải đó, sao cô ăn mặc như vậy chứ? Trả lời đi. Tôi đang đóng quảng cáo cho một hiệp hội du lịch của Hàn Quốc. Nhưng tôi vừa biết ảnh có chuyện thì không thể tập trung làm việc được nữa. Tôi biết mình làm vậy là có chút bốc đồng. Đây là tâm ý của cá nhân tôi. Tôi hy vọng người đại diện của tôi và bên hiệp hội du lịch sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Tôi cần cái fan của cô để như vậy hết sao? Trả lời đi. Tôi muốn được yên tĩnh nói mấy câu với fan của tôi. Trấn Đông, anh hãy hứa với tôi, sau khi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm, cùng trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Alo. Alo, tôi muốn tìm anh Diêu Trấn Đông. Chloe à, thật ra mẫu quảng cáo hồi nãy chỉ thiếu vài cảnh. Có chuyện gì, chờ quay xong rồi nói có được không hả? Lại là ai nữa? Thông báo tối nay em không nhận. Chị Mai à, tôi... Được rồi, còn ra ngoài trước đi. Dạ. Chuyện gì nữa đi? Lịch trình tối mai em đã xin nghỉ từ 2 tháng trước, chị không nhớ sao? Vậy có thể nói chị biết, tối mai em có chuyện gì quan trọng mà phải xin nghỉ từ 2 tháng trước không? Em không muốn nói. Em không muốn nói không có nghĩa là chị không biết. Tối mai là sinh nhật của Khâu công tử, em muốn mừng sinh nhật với cậu ta. Em đã nói rồi, em không có qua lại với anh ta. Có hay không cũng vậy, bây giờ phóng viên đã nhận định ngày mai hai người sẽ gặp, họ nhất định bám theo em. Chị không muốn có chuyện, ngày mai em làm việc thì tốt hơn. Ký giả muốn tạo ra tin tức, không có họ cũng làm cho có. Cho dù cả đời em không gặp ảnh, họ cũng nói là tụi em đám cưới sinh con, em cần gì phải để ý chứ. Chị nói thật với em, cho dù em thực sự đám cưới sinh con với Khâu công tử cũng không được để họ chụp được, càng không được thừa nhận chuyện gì hết. Phủ nhận tức cùng là châm ngôn của nghề này, em cũng biết mà. Em ghét nhất là như vậy, lúc nào cũng phải nói dối, nói một đằng làm một nẻo, thật là giả tạo. Em có thể hiểu như vậy, nghề nghiệp của em là một diễn viên, diễn xuất là nghề của em. Có điều công việc này thời gian dài một chút, suốt 24 tiếng đồng hồ. Vậy em chẳng thà bỏ công việc này. Được. Những hợp đồng phim quảng cáo mà em đã ký, tất cả đều 3 tới 5 năm, cũng tức là hôm nay, ngày mai, ngày mốt em vẫn phải làm, hiểu chưa? Ngày mai em xin nghỉ bệnh. Được, chị với dì Quế ở nhà chăm sóc em. Thay vì ở nhà nằm đó ngồi một chỗ cũng buồn, chỉ bằng ra ngoài làm việc. Khán giả và khách hàng kỳ lạ lắm, họ thật sự tin điều mà báo và tạp chí viết. Chị chỉ sợ hình tượng em xấu ảnh hưởng công ty thôi. Chị đang nói tới chuyện làm ăn sao? Chị đang nói tới em. Chị là chị họ của em, chị không muốn em bị hiểu lầm là một ngôi sao không đứng đắn. Cuối cùng em cũng phải tìm người chồng tốt để kết hôn sinh con. Em bị nói như vậy thì làm sao đây? Nếu em giữ được một hình tượng đẹp, đàn ông tốt sẽ xếp hàng theo đuổi em. Hy sinh một ngày nghỉ phép cũng xứng đáng mà. Chị có thể nói cho em biết lại nhận việc gì nữa không? Quan hệ công chúng. Đi ăn cơm với một fan vừa khỏi bệnh. Một năm biết bao nhiêu người bị bệnh, ai đây? Là fan hâm mộ mới đây bị người ta nhảy lầu đè hôn mê đó. Em đã hứa ăn cơm với người ta rồi. Ảnh tỉnh rồi, vậy mà cũng không chết hả? Có phải là cậu vẫn chưa khỏe không? Hả? Đại sư à, tôi không biết võ công, nếu mà tôi biết á, nhất định sẽ giỏi hơn thầy. Nếu như không phải là cậu có vấn đề, thì sao biết rõ là ngày mai sẽ được ăn cơm với Chloe mà cậu vẫn không vui chút nào vậy? Thật ra lúc nãy á, cũng có vui một chút. Thầy không có biết đâu đại sư, chú La Ký nói rất đúng, ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu. Ăn xong bữa cơm này á, cậu lại tiếp tục làm đại minh tinh, tôi lại tiếp tục bán điện máy ở Dương Giá. Đại minh tinh quen với người dân thường á, chỉ có ở trong phim thôi. Ăn xong bữa cơm, chưa chắc ai đi đường nấy. Nhưng tôi thì chắc chắn. Một lần quen biết cũng có thể nói là hai người có duyên phận. Huống hồ gì cậu còn được ăn chung với cổ. Đó là phúc đức để lại từ mấy trăm kiếp đó. Tôi đại nạn không chết, nhưng tôi không chắc có hậu phúc. Nếu mà tôi có phúc á, thì đã trúng độc đắc rồi. Cậu mua nhưng chưa dò mà. Nếu như mà tôi trúng thiệt á, thì việc trước tiên tôi sẽ quyên tiền cho thiếu lâm tự của đại sư đó, để thầy sớm được về quê hương. Bà chủ hả? Có chuyện gì? Mình trúng số rồi. Yeah, đại sư, tôi trúng số rồi. Anh Dương Trấn Đông được ăn cơm chung với Louis, tâm trạng anh ra sao? Tôi cảm thấy rất vui. Anh định nói gì với Louis đây? Nói chuyện gần đây, chuyện làm ăn có tốt hay không hả? Mọi người để anh Dương Trấn Đông nghỉ ngơi một chút đi, cho Louis tới hai chập nha. Có phải tôi nói sai gì không? Thật ra thì chỉ muốn cho Chloe biết tiệm điện máy của tôi bán khá hay không thôi. Tới rồi. Anh Đông, thấy anh hồi phục lại thật sự quá tốt. Sao rồi, sức khỏe ổn định chưa? Rất tốt. Đi được chạy được, còn có thể sôi nữa. Ý tôi tức là lúc ăn lẩu cũng không sợ nóng. Anh Đông cũng hài hước. Hay là mọi người chụp tấm hình cho họ đi nha.
Được, nhìn bên đây. Không ngại tôi khoác tay anh chứ? Không sao. Hai gì? Mời bên đây. Cười nha. Xin hỏi, nghe nói anh Đông là vì lần trước được cô tới thăm nên được kích thích mới tỉnh lại, không biết cô nghĩ sao? Tôi không phải là bác sĩ nên không biết có phải gì vậy không. Nhưng tôi thật lòng mong là anh Đông có thể hồi phục. Bây giờ thấy ảnh khỏe như vậy tôi cũng rất vui. Mọi người phải nhớ là cơ thể khỏe mạnh vô cùng quan trọng. Được rồi, đã tới lúc cho anh Đông và Louis một chút không gian riêng rồi đó. Chúng tôi đã chuẩn bị điểm tâm, mọi người cứ tự nhiên, chúng ta vào trong dùng cơm. Chà, thật là thịnh soạn. Hy vọng hợp khẩu vị của anh đó. Đây là món gì vậy? Sao có thể cho người ta ăn cái này? Là đại yến bào ngư với cá đặc biệt ở đây mà. Cô có biết anh Đông là bệnh nhân không? Sao lại kêu món nhiều dầu mỡ và khó tiêu như vậy hả? Không sao đâu, tôi khỏe rồi, tôi ăn được mà. Anh có biết không, có nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật tập thể thao thôi cũng chết đó. Có rất nhiều chuyện không lường trước được, anh có hiểu không? Tôi đâu có tập thể thao. Tôi nghĩ cho sức khỏe của anh, đổi mấy món này đi. Đổi luôn hết hả? Nhưng mà đây đã là món mắc nhất ở đây rồi, là tôi đặt riêng cho anh Đông đó. Cái gì mà mắc nhất? Cô vậy là sao? Ý cô là anh Đông không có tiền chưa ăn được đồ ngon coi thường ảnh sao? Tôi không có ý đó. Miệng của cô không phải nhưng mà lòng thì phải. Nếu không sao lại làm vậy? Tôi không biết tại sao mấy người lại làm như vậy. Tôi một lòng tới đây chúc mừng cho anh Đông, mừng ảnh khỏe lại. Nhưng mà mấy người giống như là dùng ảnh để tuyên truyền vậy đó. Ai vậy? Mấy người đúng là quá đáng mà. Hoàn toàn không tôn trọng người khác, coi thường người ta. Tôi không thể ở đây thêm chút nào được nữa. Anh Đông chúng ta đi, tôi đưa anh tới chỗ khác. Lên xe đi. Lên xe, lên xe, đủ thêm. Lên xe. Bên này. Mặc dù tôi đại nạn không chết, nhưng mà hậu phúc của tôi không biết có tốt tới nỗi thoát chết nữa hay không. Bị bọn họ đuổi tới là khỏi đi luôn đó. Đuổi tới rồi kìa. Anh Sương à, đừng để quá gì qua. Họ đi theo hướng bắc giác. Anh Sư, để cổ đi đi. Đừng để phóng viên bám theo là được rồi. Ở đây có cơm ăn sao? Có nhà hàng hả? Xin lỗi, làm phiền anh xuống xe. Cô khát nước, muốn uống gì phải không? Được rồi. Không phải. Hôm nay tôi có chuyện, không thể ăn với anh được. Xin lỗi nha, tôi thật sự đang gấp, anh xuống xe đi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa ăn cơm. Tối nay cô không rảnh, vậy tới chừng nào mới rảnh? Để sau mới tính đi. Vậy tôi cho số điện thoại. Số của tôi là 9941-2388. Nhớ gọi cho tôi nghe. Tôi biết rồi, 9921-2388 phải không? Không phải, là 9941-2388 đó. Bye bye. Là 9941-2388 nghe.
Ây da. Alo, Di Trấn Đông hả? Xin lỗi, tôi gọi lộn số. Xem như giúp, đã giúp rồi. Rõ ràng là cổ qua cầu rút ván. Không phải, thầy không hiểu đâu đại sư. Cổ chỉ đùa giỡn với tôi thôi, muốn chơi tôi, muốn lợi dụng tôi để cắt đuôi mấy người đó mà. Cổ không có thành ý ăn cơm với tôi, cho nên báo chí nói nghệ sĩ là những người giả tạo, không hề sai. Người nào người nấy đều là giả tạo, cả ngày chỉ biết đóng kịch thôi, làm ra vẻ này nọ. Nếu gặp lại cổ, tôi sẽ chửi cổ một trận. À, xin lỗi nghe đại sư, tôi có cuộc gọi. Ai đó? Tôi Chloe đây. Chloe. Xong chưa vậy? Muốn lẹ thì cô tự làm đi. Cảm ơn. Tôi làm xong rồi đó. Tôi biết cô đang gấp. Bây giờ cô đi trước được rồi. Lần sau nếu gặp phiền phức, cô cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh nha. Ê, dạ. Ê, cô sao vậy? Không sao đâu. Hồi nãy tôi thay lớp xe bị trật một chút. Không sao đâu. Cô không nghe chính phủ nói sao? Tới trễ còn hơn là không đi. Trật tay mà còn lái xe, càng dễ có chuyện không hay đó. Tuy tôi không biết ăn nói, nhưng tôi kín miệng lắm. Không kể chuyện của cô cho phóng viên biết đâu. Nè, cậu tưởng thực trận Hải Lục Phong gặp nhà máy bia hả? Anh có xem sao? Cậu là bơ đi, chúng ta được xuất thân từ Hải Lục Phong, bớt chơi và cậu có được không? Tôi chỉ sợ nói chuyện thật thôi, chuyện đó rất tệ. Kỹ thuật còn tệ hơn chúng ta mấy chục lần. Theo tôi thấy chúng ta tổ chức ra đội anh em Hải Lục Phong, tới lúc đó đấu một trận. Mà xã mà còn đấu không lại còn đấu với ai chứ, hả? Em muốn đi đâu? Em muốn về nhà. Về nhà? Nhưng mà anh chỉ biết đường về nhà của anh thôi. Lại là anh nữa. Có ngon qua đây ghi phạt đi. Anh có ngon thì vô đó hút đi. Có ngon qua đây phạt đi. Anh có ngon thì vô đó hút đi. Anh đâu? Con qua đây phạt đi. Anh con thì vô đó hút. Con qua đây phạt đi. Anh con thì vô đó hút đi. Con ngon qua đây phạt đi. Con thì vô đó hút đi. Con ngon qua đây phạt. Trời. Nè, trong công viên cấm hút thuốc lá, anh đã vi phạm quy định, tôi sẽ ghi phạt anh. Mày đi rồi hả? Mày phạt nè. Đi đâu vậy? Tôi đi đây. Cô có hẹn mà. Mất công làm kỳ đà cảm mũi. Người tôi hẹn không biết có tới không. Cô sợ ảnh không thoát khỏi phóng viên hả? Nếu ảnh thật sự bị phóng viên chụp hình, không chỉ là tin tức cả nước mà còn sẽ rung chuyển cả trái đất. Nhưng có nhiều lúc tôi rất mâu thuẫn. Nếu hôm nay ảnh thật sự xuất hiện, tôi rất muốn báo cho cả thế giới này biết, nhưng lại sợ làm phiền tới ảnh, sau này ảnh không gặp tôi nữa. Ai biểu cô làm ngôi sao? Người nào quen với cô cũng phải trả giá thôi. Nhưng mà dù có người chịu trả giá, cô cũng chưa chắc chịu nhận. Có khi nào ở đây quá hẻo lánh, ảnh tìm không ra không? Tìm không ra thì có thể gọi điện mà. Ảnh không gọi điện đâu. Không phải chứ, điện thoại cũng không gọi. Thứ vô dụng như vậy dù có 100 thằng cô cũng đá đi cho rồi. Anh đang nói ai vậy? Thì là Khâu công tử đó. Tôi đâu có hẹn với anh ta. Không phải ảnh,
Vậy cô cực khổ như vậy, cắt đuôi đám phóng viên đó để làm gì? Người tôi muốn gặp quan trọng hơn ảnh gấp ngàn lần. Ảnh là người ngoài hành tinh điện, rất kín miệng phải không? Tôi xin thề, nếu tôi nói cho phóng viên biết, tôi sẽ rách miệng rách mũi, toàn thân lở loét, không có chỗ nào lành hết. Nói gì thấy ghê vậy? Hồi quá à. Xin lỗi nha, là tôi. Hồi nãy ở trong nhà hàng cũng là tôi đó. Chuyện này cũng bình thường thôi. So với chú Bảy ở trong tiệm của tôi, cô đỡ hơn ổng nhiều rồi. Tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi nghe. Anh đâu có xe? Anh có chuyện gấp hả? Không có, tôi đâu có chuyện gì gấp, tôi rất rảnh mà. Ê, ở bên đó kìa. Là máy bay thôi. Đúng rồi ha. Xem ra chắc không xuất hiện rồi. Cô kiên nhẫn một chút đi. Là tự cô nói mà, ở đây có lẽ quá hẻo lánh, chưa chắc là họ tìm được. Chờ chút nữa, chắc là họ sắp tới rồi. Cô biết không, tôi vừa mới trúng số, may mắn lắm đó. Người may mắn là anh, không phải tôi. Chị May, xem ra không về với trái đất cũng không được. Ê nè nè, nè, GFO đó. Gì vậy? Nhìn đi, nhìn đi. Đúng rồi, đúng là họ rồi. Nè, chúng tôi đang ở đây nè. Nè, ở đây nè. Nè, họ đang bay tới kìa. Họ bay tới thật rồi. Số anh đúng là may mắn thật. Louis, tôi ở báo tin nóng trong tuần. Tới đây phỏng vấn trực tiếp cô. Hai người lên đỉnh núi để làm gì? Cho hỏi có phải vụ bí mật hẹn hò với fan hâm mộ hay không? Louis, quay lại đây nè. Rất lãng mạn. Sáng sớm hôm nay trên đường Nga Tư xảy ra vụ va chạm ba xe liên tiếp, có hai người bị thương nhẹ, không cần đưa vào bệnh viện vì tại hiện trường có quá nhiều xe, cho nên cả đoạn đường đó kẹt xe nghiêm trọng, một đoàn xe xếp đầy dưới chân núi. Hôm nay có tin thể thao gì anh Phan Tuấn Khiêm? Hôm nay mời mọi người cùng xem làm sao để dùng trái cầu lông thắng trong một trận đấu bóng rổ. Xin để ý trái cầu lông này, là nó đã làm một người bạn đánh bóng bàn giật mình, làm anh ta lỡ tay đánh trật. Trái bóng bàn văng ra sân bóng rổ, cầu thủ bóng rổ đạp trúng trái bóng bàn, ngã tới phía trước ném được bóng vào rổ và thắng trong trận đấu đó. Một phút sơ ý lỡ tay mà dẫn tới một người khác được lợi không ngờ. Tôi tin người bạn đánh cầu lông đó không thể nào ngờ tới được. Cảm ơn anh. Tiếp theo là bản tin kinh tế. Bây giờ anh mới tới hả? Có chuyện rồi nè. Lớn cỡ nào? Tóm là có chuyện rồi. Anh không biết thiệt hả? Bên Trung Đông có một giếng dầu bị nổ đó. Cổ phiếu dầu New York rớt giá ngay. Thị trường cổ phiếu tụt dốc thê thảm lắm đó. 6 giờ sáng nay mới biết nè. Khi quay lại thì không còn thấy người môi giới. Nè, anh vẫn bình thản gì hả? Có chừng thua chết luôn đó. Tối qua tôi quay lại chuẩn bị đầy đủ, một xu cũng không thua. Tối qua không phải anh đi với người đẹp sao? Còn nói nữa, tối qua không biết trái bóng rổ từ chỗ nào bay tới, hai tôi xém chút bị đụng xe. Cũng may là xe không sao, nhưng mà người đẹp đó thì bị đập sưng cái miệng, còn làm gì được nữa. Cho nên tôi mới về công ty. Vừa về tới công ty đó thì tôi mới biết tin là mỏ dầu bị nổ tung. Cho nên tôi lập tức hành động. Tôi nghĩ là chuyện này nên gọi là trong họa có phúc đó. Bác à, ở đây là bệnh viện, không được hút thuốc đâu. Trong bệnh viện có rất nhiều bình oxy, bác hút thuốc sẽ dễ gây nổ, nguy hiểm lắm. Cô đâu phải y tá, mắc mơ gì tới cô. Không liên quan tới cậu, nhưng liên quan tới tôi. Cậu cũng đâu có phải là y tá. Nhưng tôi là nhân viên chống hút thuốc thuộc Sở Vệ sinh Phòng chống hút thuốc lá của chính phủ đặc khu Hồng Kông. Được sự cho phép của chính phủ đặc khu Hồng Kông, tôi có thể phạt bác bất cứ lúc nào. Cậu là người chống hút thuốc, giấy tờ đâu?
Vậy là không có rồi. Cậu đừng có gạt người già nữa. Bác à, tuy bây giờ tôi không thể đích thân phạt bác, nhưng căn cứ vào điều lệ về hút thuốc nơi công cộng, chương 371 điều thứ 3, người được ủy quyền về pháp lệnh cấm hút thuốc, chấp hành điều lệ cấm hút thuốc lá, phải quản lý nơi công cộng, không cho ai hút thuốc lá. Một khi phát hiện có người hút thuốc trong nơi cấm hút thuốc, nhân viên quản lý có quyền yêu cầu người hút thuốc dập tắt điếu thuốc đang cầm, kể cả xì gà và tẩu hút. Nếu như đối tượng không chịu hợp tác, người quản lý có quyền yêu cầu người đó rời khỏi nơi cấm hút thuốc, hoặc yêu cầu họ kê khai họ tên, địa chỉ cùng với giấy chứng minh. Nếu đối tượng không chịu làm theo yêu cầu của người quản lý, vẫn cứ hút thuốc hoặc không rời khỏi khu cấm hút thuốc, hoặc không chịu kê khai họ tên, địa chỉ và giấy tờ chứng minh thân phận, thì người quản lý có thể gọi điện cho cảnh sát tới để nhận sự trợ giúp bắt người đó tại chỗ. Đúng vậy, để tôi gọi cảnh sát. Bất kỳ người nào cũng không có quyền hút thuốc trong phạm vi khu vực cấm thuốc lá hoặc là cầm theo điếu thuốc đang cháy, kể cả xì gà và tẩu thuốc. Người vi phạm sẽ bị phạt 1.500 đồng. Tôi không biết cậu đang nói cái gì nữa. Tôi hút thuốc hồi nào đâu. Thật là cảm ơn anh. Tôi ghét nhất là người thiếu ý thức công cộng. Tôi cảm ơn cô mới phải. Nếu như Hồng Kông có nhiều người dân có lòng chính nghĩa giống như cô, thì những nhân viên công vụ chúng tôi công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh làm công tác đó thiệt hả? Bộ nhìn tôi không giống sao? Tôi tưởng điều lệ hồi nãy là do anh bịa ra. Không phải bịa đâu. Những điều lệ tôi mới nói có thể tìm thấy ở trên các trang web phòng chống hút thuốc ở sở vệ sinh. Vậy sao? Ý, chân của anh sao bị thương vậy? Tôi bị thương lúc đang chấp hành nhiệm vụ đó. Còn chân cô sao bị thương? Tôi bị trượt té, xương chân rạn một chút. Ngồi trên xe lăn đúng là rất bất tiện. Phải đó, tôi cũng thấy rất bất tiện. Qua, không cần làm việc sao? Trên đó toàn là phóng viên. Nó muốn tìm Dư Trấn Đông, nó có buôn bán gì được. Nó không có trong tiệm sao? Nó mà ở trong đó chỉ bị phóng viên nuốt sống. Nói với Louis là sao vậy? Tại sao ăn một bữa cơm mà lại chạy lên trên núi để phóng viên chụp hình được? Nó chỉ nói là chuyện hiểu lầm thôi. Mà nói cũng phải, người ta là ngôi sao lớn, muốn quen thì quen toàn đại gia, còn không là ngôi sao quốc tế. Cho dù hai người cùng tới Dượng Giác cũng chưa chắc là có cơ hội. Những chuyện này phải nói tới duyên phận. Mấy chuyện duyên phận này cũng có thể tự tạo cơ hội cho mình mà. Thật ra năm xưa tôi cũng bị ông chồng quá cố của tôi gạt. Ông ta từng tới tìm tôi để ủng hộ, vậy là tôi bị ông ta gạt, mới thành ra nông nổi này. Vụ kiện đó là gặp rắc rối hả? Sắp sửa phải ra tòa rồi. Những chuyện đó giao cho con gái giải quyết đi. Nghe má bà nói hai bà bên đó rất hung dữ. Cũng đâu còn cách nào nữa. Người ta là vợ lớn và vợ hai, tôi chỉ là vợ ba thôi, sao có thể lên tiếng được. Nhưng mà con gái tôi nói đó, tôi theo ba nó bao nhiêu năm nay, đâu thể không dành công phần, cho nên phải thư kiện họ. Ông ta chết lâu rồi, tôi cũng từ bỏ tất cả. Nói với Dư Trấn Đông, chuyện đã qua cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều quá, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Hmm.